Cái gì? Ghê vậy? Vui. Ừ, cẩn thận. Cái gì vậy? Ồ. Vượt lên hết không? Vui. To nha. Hello anh em. Hôm nay em lại tiếp tục câu ở Đạt Ngũ Phúc nha anh em. Câu cá rô phi. Giờ mình ra cần xong hết rồi. Giờ là chọn mồi nha anh em. Cho ít này vào. Mình chọn nhảo mình câu, cá mình câu nha anh em. Nhảo thì anh em cho nước nhiều xíu. Cho nó nhảo lên xíu nữa cám nó nở ra. Là mình vừa câu ha. Tiếp tục là chọn mồi xả nha anh em. Cũng chơi loại này luôn. Câu và xả cho một thứ một, không cần tinh mùi hết nha anh em. Cái gì là kê thôi. Xả thì mình sẽ xài nhiều xíu. Xíu nữa đi. Ok, nước vào. Mồi xả thì nước ít xíu nha anh em. Tại vì mình chọn khô. Mình sẽ chọn khô để xả. Canh vừa tay của mình thôi. Rồi, ok, mồi xả thì nó sẽ tơi hơn nha anh em. Rồi, bắt đầu chiến. Ok. Ra mồi. Vẫn là y cũ. Lưỡi dưới mình sẽ vê mồi mềm nha anh em để câu. Và lưỡi trên mình sẽ xài mồi tơi, mồi khô để mình xả. Đó. Vừa câu vừa xả nha anh em. Ok, ra mồi. Chiến. Lụm này nè. Chạy đâu. Lụm nè. Ui, ui. Có cá luôn trời. Sắp đôi luôn. Ồ, sắp đôi luôn, quá dữ. Lụp lụm nè. Ê, ê, ê. Ghê vậy? Vui. Ừ, cẩn thận. Cái gì vậy? Vượt lên hết không? Vui. Ra là như vậy. Ăn mà nằm im luôn rồi ơi. Ăn không động đậy sao luôn. Lại á. Con này này không thấy à, khủng luôn. To nha. Lụm nè. Mày ra xuống. Rô phi nha. Đây lụm nè. Hay đó. Lụm nè. Ý. Giật 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 nghi lắm nha. Chấm đen. Lên nè. Con chuồn trâu ra. Đúng sao không giật chơi? Chưa? Chưa kìa, từ đọc chứ. Mình ném có cá rồi nó đó. Này nè, lấm kèm. Cái gì đi cần thế? Cần sáng làm ạ. Ê, lấm nè.
lụm nè em ơi. Lứa một nha anh em, làm bốn ngón tay đều hết.